Do ảnh hưởng của COVID-19, không chỉ người dân thành phố mà những du học sinh, người nước ngoài tạm trú trên địa bàn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nắm được hoàn cảnh như vậy, các địa phương đã quan tâm hỗ trợ họ kịp thời các nhu cầu thiết yếu, giúp họ vượt qua đại dịch, gắn kết tình hữu nghị bạn bè quốc tế. Tại đường Thạch Lam, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, đây là khu vực có nhiều người nước ngoài đang sinh sống. Có người sống ở nhà riêng, người sống ở căn hộ cho thuê. Anh Benjamin Snicker sống tại Đà Nẵng được 4 năm, là giáo viên của một trường quốc tế. Hiện không đi làm, nên anh cũng tiết kiệm hơn trong sinh hoạt ăn uống. Những ngày này, được sự hỗ trợ tận tình từ địa phương, nên anh nắm rõ các thông tin phòng chống dịch và chấp hành đúng theo chủ trương của thành phố. Tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi hoàn toàn COVID-19. Tôi cảm thấy rất vui vì được nhận những đồ ăn này và được sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương dành cho tôi. Vì bây giờ không thể ra đường mua thức ăn như trước, nên được địa phương mang đến tận nhà cho tôi. Tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất an toàn khi ở nhà chống dịch. Tôi tuân thủ việc ở trong nhà và thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, cũng như đảm bảo sức khỏe của mình. Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ, còn khoảng 160 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn. Đa số là lao động tự do. Thông qua công an phường Phước Mỹ, phường đã nắm được danh sách những người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nên tiến hành công tác hỗ trợ thực phẩm để họ an tâm ở nhà và chung tay cùng địa phương, thành phố chống dịch. Địa phương hỗ trợ cho tất cả những người nước ngoài có tại địa phương, đặc biệt là những người nước ngoài mà họ bị kẹt lại trong thời gian qua. Thì cứ 3 ngày một lần, thì ủy ban phường có hỗ trợ rau củ quả và một số cái nhu yếu phẩm mà người nước ngoài họ có thể dùng được. Thì việc cung ứng lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình cũng như là người nước ngoài là trong thời gian qua là được đảm bảo và tốt. Gần đây, phường Mỹ An, quận Hoàng Sơn cũng đã hỗ trợ những xuất quà bao gồm lương thực và rau củ quả cho 200 sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đang lưu trú ở ký túc xá trường, trong đó có 149 sinh viên Lào. Ủy ban của phường đã hỗ trợ cho các em trong gia đình khó khăn, thì các em cũng xin chân thành cảm ơn đã hỗ trợ giúp đỡ em lúc khó khăn này để các em vượt qua khó khăn này. Vừa hỗ trợ người dân, vừa hỗ trợ cả người nước ngoài, các địa phương đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng, bạn bè quốc tế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 này.